Lúc này đây, mẹ ruột của Trinh Khờ gặp trực tiếp và nói chuyện với cậu con rể. Qua cuộc trò chuyện thì vô cùng căng thẳng, thiếu điều mà mẹ vợ muốn lại con rể luôn đó mà. Lợi thì đưa ra những lý do mà khiến mẹ chồng là không thể mà nhịn được. Mẹ vợ thì đáp lại những lời nói đó, vô cùng nghe đã tai luôn. Mà mẹ vợ có rỗng hả? Nhỏ đâu á? Gia đình của Lợi nha. Thế nào? Mở cửa ngay luôn, mở cửa. Ủa đâu rồi? Bán số hả? Bà nậu nó ẩm đi bán số. Ủa, bà nội hay là Trinh? Bà nội nó ẩm đi. Sao gặp mấy vợ? Bây giờ nào mấy vậy? Chuyện cho nghe lại. Bạn gái nó báo. Không gấp. Thầy áo cái giây phút này là mẹ vợ gặp con rể. Cha con gặp nhau. Xe của em con đó. Gà kiếm em hả? Đi đâu vậy? Đi lòng vòng kiếm em hả? Thấy em chưa? Em đâu? Em con đâu Bin? Em Bin đâu? Hả? Gặp được em coi với thẻ của Bin. Trời ơi. Tại xe của em. Hiện tại giờ là anh em chưa thể gặp nhau nữa. Bây giờ em hả? Em biết rồi. Em ở đâu? Bà nậu ẩm em đi rồi. Nói em không đâu bà ba. Đi đâu gặp mẹ kìa. Trời ơi. Dạ dạ. Mẹ còn luôn. Bữa nay mới đi thăm cháu rồi. Mẹ lợm á, đi đâu có nhà đâu. Hỏi mẹ lợm ở đâu? Mẹ Trinh á. Biết á, mẹ lợm không mẹ Trinh á hả? Ủa biết Trinh đâu không Lợi? Nó bảnh á, đi có bảnh kêu nó về được chú. Ở đâu? Bên Hồng Ngự nè. Mấy chú đi kiếm giáp hết rồi, không có. Hồng Ngự chỗ nào? Chỗ Cúc, chỗ kia có con biết. Mới nãy là chẳng có chạy kiếm nó rồi, tại vì có mẹ ghé nè, mà không gặp nó, Lợi ơi. Thì kiếm muốn về đây ở mà. Trời ơi, muốn ở mà mày đang bắt nó mặn nuôi mày không, mày không làm gì, mày đàn ông á, sức dài dai giọng mày không làm mà mày kêu muốn gì nuôi mày thì có. Có đâu. Thôi, tao thấy hai Trinh đi xa mày, tao thấy cuộc đời của nó giờ nó khỏe đó. Trời ơi, bây giờ tao cũng không có ép ha, nó đâu. Tùy nó. Chị ba thấy nhà cửa sao chị ba? Đẹp không? Đẹp. Mày áo đơn sơ đơn mày giờ khỏi như tùy lên đồ cho đẹp mẹ ơi. Dạ gặp bà nói chuyện với mẹ nó coi đi. Đây nãy cao trắng đó, nó không hạt rồi lên đổi một cáo màu hồng hồng tím tím. Mẹ Quang Anh nữa hả cũng hả? Tiễn dông mẹ Quang Anh luôn. Mấy con ốc đó rồi. Có bỏ con ốc còn bốn ốc. Trời ơi. Giờ còn có trong để lên ha. Trong ngoài giờ còn có cái tủ. Thấy mẹ Quang Anh đó có kêu bán. Rồi. Rồi ra đây mẹ nói vài câu với mẹ đi. Chưa sửa soạn xong anh ơi. Lên cái bộ đồ nó lâu quá. Tao phải chỉnh chu mới được chứ. Cái đó của em á. Cái đó của em bé đó. Giờ là lấy cho anh chơi ha. Có chuyện đẹp trai đó. Nè. Trời ơi. Trời. Nó lại sương mây trắng giờ được qua sương mây tím luôn, nó chịu. Màu trắng nó nổi bằng màu xanh này. Nổi trời ơi. Mấy bữa mà gấu nghiêm lắm trời. Buồn quá, dài buồn quá vậy. Ai? Ai làm cho mày buồn? Tự mày làm nó ăn mày buồn chứ hả? Mấy chú có đâu làm cho mày buồn đâu. Sao mà không mời mẹ vợ mấy chú đâu có làm đâu. Cái gì vậy? Hả? Đó, mấy chú đâu có làm á hả? Con. Vậy mà nói không phải con. Không phải đâu. Đây buông nó ra để ha, nó khóc. Để đây cho nó làm. Để cho nó phản ứng tự nhiên đi lại. Sau bữa nay lại nè gặp trai lớn cảm giác sao nè, nói nghe coi. Có phước mà không gắng hưởng gì hết trơn á. Đi với hả làm. Mừng hả? Ta đi tránh thời gian dài không có cút điện thoại gặp gì mừng ha. Lại lấy ha cái gì đó đưa nó lại. Lấy cho anh đưa cho. Nó là con của ai vậy Lợi? Con này này. Con gì hả? Nó mày nghĩ mày có được hai đứa con mà mày còn không cố gắng ha, mày làm ha, mày nuôi, mày có nuôi cái thằng này ha được ngày nào đâu, nó. Mà nó cũng được bé lớn nè. Đó rồi.
Đây nó giống mẹ, nó giống bà nội dữ lắm đó lại ơi. Lại. Không biết giống em không mà giống bà nội ghê luôn á. Ngồi xích xích vô xíu lại, ngồi xích xích vô. Vậy sao hả con hả? Có được hai đứa con rồi mà không cố gắng làm. Nó Mạnh Thường Quân người ta cũng giúp đỡ như vậy hết mình rồi. Coi hết á hả? Tỉnh Đồng Tháp này có ai được không? Còn cái gì mà không ai mướn. Thôi thôi tao lại mày. Từ nào giờ 5 6 năm nay hai mày gặp hắn lại mày không có đi làm gì hết trơn á hả? Kiếm cái gì? Tao đi ra bên chợ hai tao kiếm, hai tao lụm da chai tao đi bán vé số giờ tao ăn hả nó thiệt. Tao nuôi nguyên trường thuốc luôn. Mày nói từ nào giờ vậy không có câu đó mày nói hoài vậy đó, mày đẩu coi câu khác đi. Kệ lại bà vợ hỏi kìa, bốn ngốc đó chưa làm gì? Mày có cục thích. Mày gỡ nó bán da chai cho rồi đi. Để làm chi? Tao cũng lại mày luôn nghĩ sao mẹ Quan Âm mày cũng đưa bà đi. Trời ơi, rồi mày hết thờ rồi đó. Mẹ Quan Âm mà còn tiễn mới đi giờ mày hết thờ luôn. Đâu có đâu, tại nằm mơ thấy mẹ Quan Âm kêu đem đi là phải tiễn đi gấp. Hả? À, làm rè thiết hoài à. Về cho hay là phải tiễn mới đi gấp. Lấy đi. Là cô Bên. Dạ, ông kêu à. Ông kêu à dạ. Nè, cái người gọi đó là ai với con? Ai? Cái này ai? Cái này ai? Lâu gần buổi rồi. Ai? Kêu bằng cái gì? Cái này ai? Con kêu bằng cái gì? Cái này là hả? Kêu bằng cái gì? Cái này là phụng tử luôn mà còn không nó. Dạ, từ nào vậy hả anh? Con nó về năm nào hả cũng về nhà chứ, mà nó có vô đâu? Nó không vô thăm mà nhỏ hay sao chứ? Nè, con kêu ba đây. Không kêu, không bao giờ. Ba. Thôi buông buông em ra đi, đừng có ôm nó. Lại em nó tự nhiên. Có ăn lợm vô thì nó kêu ha, mẹ lợm vậy thôi. Dạ nhớ là Trinh ha. Dạ vậy đó. Rồi không nhớ lại cho anh chạy. Kêu vậy đó. Rồi sao giờ đây? Giờ có mẹ nữa không? Con bị rồi á. Giống như tôi gọi là hơi giống như Xuân Gia rồi mẹ. Cái gì chú bị cái gì vậy? Mẹ đâu rồi? Mấy đâu rồi? Mỗi năm xấu rồi, chưa về mới đi đâu về. Ẩm nhỏ theo rồi. Ủa đừng thường 2, 3 giờ, 7, 3 giờ mà nó hẹn cái gì vậy? Giờ này cũng đâu 4 giờ vậy chứ. Bà ơi cái gì đó mà châu. Ẩm đâu thấy bán người chịu đâu cũng theo. Đừng có bấm chú. Bấm rồi chú. Bấm nhà tắt. Còn nó lớn rồi đó. Châu ở đầu đó. Em nuôi nè. Rồi Trinh nó đi mấy bữa rồi? Bà ba, cái này nó bị sao vậy bà ba? Cái này nó bị sao đó? Nó đâu bị sao đâu, của em á. Của em, của Trương. Mấy ngủ bển nó la ngủ bờ ngủ bển. Mà đi em đi kiếm nó quà tối giờ, mà kiếm nó kêu nó về không thấy. Kêu nó về làm gì? Thôi cho nó đi luôn đi mẹ ơi. Cho đúng ngang. Chứ hả, kêu nó về hả, lay quay hả, để sớm viện này cho đi ngủ người ta hả, ngủ ngơi gì về hả, bay múa võ công không? Ai mà ngủ cho được. Thôi đi, khỏi đi. Khỏi kiếm đi, cho nó đi đâu đi giờ. Chưa á, để mà thăm mà cô Trương mà bây giờ không gặp cô Trương thì lại là con gái nè, có nói chuyện gì với mẹ vợ không? Có gì nói không? Có gì nói đi. Mẹ gì làm ăn gì cho thành phố sao trời coi có quà. Đâu à? Em đến đâu. Mẹ có sượng không nha, chứ thấy nó thấy tự trừ ra mà không gặp mẹ không chào không hỏi gì trơn. Nói vậy đó. Mày mở từ gặp. Lúc mà nó vô hả, nó quen Trinh nó vô nhà hả giờ nói được câu bác không mới vô, phải bác mẹ mà nó ở trong nhà hả, ở trong nhà mình rồi nó hỏi à. Bác phải mẹ của hả Trinh không? Trời đất ơi. Hỏi vậy đó, vô nhà mình nó ngồi giỏng mà nó còn hỏi vậy đó. Mình đi chợ về nó hỏi vậy đó. Bác phải mẹ của Trinh không? Nói phải. Ừ, chú kiếm Trinh có gì không? Hỏi nó vậy đó, mình đâu có biết đâu. Đâu có biết ha. Vậy là vô thương có một lần đó rồi vô. Vậy đó. Là hốt gái đi luôn hả? Đó. Đó luôn đó rồi. Chứ ổng hả giờ thương nó lắm, ổng đòi mua xe đưa tiền cho đi bán giấy số rồi mà đâu có chịu. Nói ngoài này hả, hai đứa bữa nào ổng đi có sở làm rồi, con anh Lợi ngoài có sở làm rồi. Hỏi đi làm gì, nó giật lục bình hả, ấy hầm gì cho anh ta không à. Ừ. Ngày xong rồi, ngày cái nửa ngày là xong rồi, giờ đi làm thành. Đây vậy là tính ra là cha vợ gì mà thương rồi nha. Bây giờ hết việc làm rồi. Không thương rồi sao hả, bỏ đồng tiền ra cắt nhà rồi đó. Rồi tính cho con hả đi bán giấy số hả, vợ chồng sống hàng ngày. Mà không ngờ đâu hả, nó không chịu, nó nói nó có sở làm không ngờ đâu ra đây đi xin. Bất ngờ luôn. Thì con không kêu nó về đi, để anh kiếm việc làm. Thôi, từ 5 năm nay mà mày chưa có công việc làm nữa rồi hả?
kiếm cái gì nữa, thôi nghỉ đi, cho nó đi đâu đi đi. Nhất lộn đi heo hoài đó. Đi đâu đi đi, đuổi cái gì. Nó bây giờ không ngại nó đi, nó sao con không đi kiếm việc làm đi. Đó, sao con không đi đi. Rồi bây giờ con kiếm nó về đây làm gì. Thì bây giờ hả, không có, con coi như là không có nó đi. Con cứ đi kiếm việc làm đi. Chừng nào nó về thì nó về. Con lại. Đó. Chứ mày ở nhà, nó ở nhà, nó lấy cái gì ăn. Nó thì con cứ đi kiếm việc làm ha. Nó hằng 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 con của con giờ có hả, mẹ con giữ rồi đó. Thì bây giờ cái con đi kiếm việc làm. Ừ. Con không đi, nó ngày nằm trong phòng không à, như con gái vậy đó. Sợ ra ngoài có chữa gì. Nằm núp rồi chờ hả, nhỏ này đi xin về cho ăn không mà. Bởi vì nó thiệt con không có vắng được á hả con Trinh. Đi quay cái đi kiếm về làm khổ cho bản thân nó. Bây giờ có ý của con Lợi nè. Giờ Lợi muốn làm cái gì nè, nói là phải làm đi. Cái đó hả, giống như cái gì. Trời ơi, hồn người ta thiếu gì. Hồi cuối cùng á, người ta đi vô dài vô rung cua bà đông kìa. Người ta mặn nhà lừ hết trơn. Mình không phải nhà thợ, mình phụ. Con có xe, con đi vòng vòng. Mày đổi xe gì? Mày đi, dạ. Tao đi dò về cũng tới Hồng Ngự bệnh hả? Thiệt. Ở dưới thành phố hả, một lần tao đi mặn công trình hả, tàn ra đi bộ hả, mấy chục cây số. Chứ đừng nói mà đây qua Hồng Ngự. Yeah. Tại con không đi kiếm việc làm. Đi bộ cũng được hả mày ơi. Đi bộ đây qua Hồng Ngự hả, cùng hả, sức lực của mày ấy. Người ta còn chạy tập thể dục hả, mấy trăm cây số rồi à. Coi sao khỏe mạnh. Còn tốn ngại gì mà núp trong phòng không đi ra khỏi mặt trời. Thằng ông hơn thằng bà. Lại đi kiếm việc làm mình 5-6 năm trời chưa có đó. Chưa có việc làm. Thì hổm bây giờ, hổm nay lại nói á, là do anh Trinh này kia nó đi theo. Thì đó, giờ anh Trinh đi rồi mà cũng có ở nhà hoài vậy đó, nằm vậy đó. Kiếm việc đi. Thì bởi vậy bây giờ anh Trinh đi rồi, bây giờ mình đi kiếm việc đi thôi, chứ nào kiếm nó về làm cái gì? Điên, đi vô. Khi nào nó nhớ con đó thì nó về, nó đem tiền về mua sữa cho con nó. Đó. Mày đi qua bánh, đi bộ bánh, hỏi mình dọc hết, cái đồng hồ mình nói. Chứ con cứ nói vậy hoài, mình ở nhà ai lại kêu mình. Tự động mình á, đi kiếm người ta, không ai lại nhà kiếm mình đâu. Thấy ở thùng thấy cũng công việc á, buồn như vậy, nó kỳ kỳ của mình đó. Buồn kỳ vậy tối ngày ha, ủa ha. Ở không nó kỳ kỳ á. Ở không vậy nó kỳ vậy đó. Thì bữa nào mày đợi ổng xuống dưới mày tiễn trong cái này đi luôn đi cho nó hết kỳ. Giờ mày khỏe cho mình nè, có tiền giờ khỏe cho mình. Tại mày hết tiền đó. Còn tủ thờ. Ủa nãy giờ là cô chị ba nói cái tủ thờ đó hả? Đó tủ thờ đó, còn đó. Là đại ổng xuống ha. Tiễn trong mày đợi xuống ổng xuống. À đại ổng xuống. Trời ơi, nó thiệt thấy ha, mẹ ha, mấy chú quay vậy ha. Ở dưới ha, tao muốn lại luôn á, tao mừng á. Mà ha, có ai mà được như vậy không? Mà không ngờ đâu, nghe mày ha, bán đồ ha, trời ơi, tao muốn ở như vậy mà không ai. Thôi đừng có bức xúc quá, đừng có bẻ nó nha. Để. Cái gì, từ từ đi. Gì đâu mà ha, không biết ha, có phước mà không hưởng. Gõ hơi hơi nữa thôi. Được. Giống như giờ nói với con cháu mình mà đi khuyên được rồi chứ giờ hả? Không, nó, cái thằng này hả, giờ nó hả, từ hồi nào giờ hả, nói mấy chú nó không có hả, động móng tay mà nó làm cực khổ. Ở nay cắt nhà cho nó ở, ngày nào vợ chồng nó cũng đi về ngoài này á, chồng hả, ai làm gì làm, có cái nhà chiều về giờ nó ở đi. Có cơm sẵn nó ăn, nấu để bưng vô sẵn luôn. Về giờ ăn mà nó ngầu nó nhậu hả, nó ngầu trên võng nó nhậu hả, tới tấu hù vậy đó. Chậu có chai rượu mà nhâm nhi nó uống sao đó. Nhậu mà tới thường thường ngồi trên võng luôn ha. Ngồi võng nhậu hoài. Bây giờ có rượu nhậu đâu có được nữa đâu. Mày nhậu nữa thì hả, cho mày hả. Có lâu rồi. Giờ có mẹ nè. Giờ mày làm gì mày làm đi hả, tao không có quan tâm nữa. Ở giờ đây mà thấy bức xúc rồi thấy không, bà nói quá trời luôn thấy không. Xài bà nói chứ là đúng làm được, bà nói đâu. Ờ, thấy con ha, cái người ta ha, mạnh thường quân người ta giúp vậy ha, mình mừng thấy ghê. Mà con cái nghĩ sao mà ha, đồ của người ta còn đang quay mà đem đi bán hết trơn á ha. Không hiểu luôn, thiệt. Chẳng thà con ngày con ha, đau bệnh ha, ha, con đi bệnh viện đi, ừ. Con điện chú Kiên ha, chú Phong gì á, ừ con. Thì tính sao, chưa trơn con này ha, con không mấy gì hết trơn ha, con đem đồ con đi bán hết trơn. Con không hiểu con luôn, má bà không hiểu. Không có kinh nghiệm, có gì là liên hệ anh Kiên với anh Phong nghe không? Không hiểu. Còn này á, con không hỏi ý kiến của ha mấy chú gì hết. Công tuổi ha, mấy chú ha giúp ha đỡ cho con. Mà con ha bán đi ha đồ của mấy chú mà con không hỏi ý kiến mấy chú luôn. Tại sao? Đó, tự quyền con làm luôn. Trời ơi, không hiểu luôn ha Lợi ơi, Lợi. Mà mẹ con cũng vậy, nó không phải ha, mẹ ha nhỏ hơn mẹ con thiệt. Không phải mẹ hổng chứ ha, mẹ con ha trong nhà và nhờ người phụ nữ. Và nhà mình ha nó mới lên nhà lên cửa. Còn này mẹ con ha, mạnh con làm gì, mạnh mẹ con làm gì. Mẹ mà được chiếc xe đẩy như vậy nói thiệt ha. Mẹ làm, mẹ bán ha, mẹ cắt cái rừng ha, không phải nói với mẹ nuôi 8 đứa mà mẹ cắt nhà lầu luôn. Hồi đó mẹ khổ lắm, không có nhà cửa ở đâu, thiếu nợ nhiều lắm.
mẹ cố gắng mẹ đi làm hộ hả mẹ hả, cắt nhà cho mẹ con nè, rồi nuôi con mẹ không? Bà xui mới ghé kìa, không có mẹ điện bà Bảy gì cái có mấy chú qua đây hả, chắc không sợ coi là bố, kêu bà về con có lại ba với mẹ, mẹ không có dính léo được qua đó là tự, con có bà ở đẳng không? Vậy bà ở đâu? Để bốt bà thử rồi con có bà đẳng có đâu có đi đâu ta có điện thoại không, móc điện thoại cái điện lẽ mẹ bà không muốn kêu mà rồi không lẽ mẹ con có số điện thoại chạy thôi bà hư rồi bây giờ tao để cái sim trên máy này nè à. Rồi tới công chuyện luôn bà đâu mà kiếm hả từ nữa hả để cho kiếm sạc cái chuyện đó nghiền thử vô à, gặp bà. Khó này kiểu này hư điện thoại biết nào gặp được trời không vậy cầm bả điện không được mấy bữa trước á là con Trinh nó đi á là nó đi một mình nó xin là nói bà ngoại bà nội á có chăm mỗi giờ là con Trinh nó ẩm hay là bà ngoại ẩm nói bà nội ẩm à... con Trương á bà nội hả ủa bà nội hiện giờ đây đâu nói à, ẩm Quy Trương đi bán vé số như để nhà giờ này đấu hù rồi còn gì nữa mà hồi sớm tới giờ từ hồi trưa tới giờ bà Bảy có gì lần nào chưa có giờ chưa đi mua đồ ăn về đi nữa còn số chắc có thể chút xíu nữa đó như hai mẹ con ha ẩm Huy Chương đi bán vậy đó con cũng phải thả qua chợ con kiếm ha con mang việc làm còn không á giờ con phải kêu mẹ con lấy giấy số cho con cũng đi bán thủ với mẹ con 100 tấm ha bây giờ con cũng lời được á 100 ngàn con ha mua sữa mua tả cho Huy Chương chứ có hơi thế nào mà bây giờ con không có công việc làm thì mình phải công việc đó thôi đó mà thí dụ bây giờ làm biếng cũng 50 tờ cũng được không có tập cái vốn lĩnh nhiều thì bán thì chẳng được đó nói từ vốn là phải mất bật con hả vốn hả đưa cho con không biết nhiều đủ rồi lợi nói thiệt không có nhiều đủ hết trơn á bây giờ kêu bả lấy thiếu bán hả giờ cái vốn trả người ta cái lời ăn giờ không thấy bả đâu chứ gì thôi lĩnh số liền mà bán chứ giờ con đừng có nói hả vụ vốn ở đây nữa để anh Thông nói với anh Lợi nghe nè nhiều khi mẹ của Lợi á thấy đi làm cực quá con mà nó cực quá thì không dám kêu nhưng mà đây là người mẹ vợ nè cái gì bà nói hả là bà lo cho thằng Lợi á bà mới kêu bà làm vậy đó là cái người này giống như người trong nhà nhưng mà thay mặt cho bên vợ nó kêu làm á cái gì khi mẹ con không có nghĩ cho con làm đâu thấy con ốm yếu và không có sức khỏe đó mẹ không muốn kêu nhưng mà cái lời của mẹ vợ nói đúng không tại vì nó núp núp trong nhà không chứ nó mà đi ha giờ ha nó mới có sức khỏe được chứ gút gút trong nhà không nó còn bệnh thêm á em giờ không có ở dưới đó, ha em không có ở không được em đi làm hồ thì chứ em về nhà em chừng nửa tháng vậy em lặt ra ha em bán bún riêu bún đồ em có ở không tay chân em ha nó mặn quen rồi không có ha không được ba quay chỉ số rồi ba lãnh đi bán ở dưới bữa nào không tăng ca thì căng chân gà về làm chân gà số thái ha bán cho công ty mà lại cũng khuyên lại nghe mình nói cái gì mình nói có mình nhắm mình làm được á mà hả nói nghe toàn cứ hứa vậy không cứ hứa là không được hứa không đó đây con nghĩ sao mấy chú đưa tiền con kêu hai chồng đi bán số bữa nào mấy chú qua không phải có bán số không bán 150 tờ rồi tiền đâu hết đi té ra ha tới giờ lỡ hả tủ hả bọng hả ông bà Văn Âm gì cũng không còn hết trơn mẹ đó theo dõi từ xa luôn rồi đó thấy không không còn cái gì hết chú hứa là hôm nay tình số hỏi báo có với số rồi dặn đặt gì bán là mày bán thiệt cũng nói dốc hôm nay với mấy anh cái tấm thì đi qua bển vậy nói gì không có bán gì đây gì mẹ được. Nói con đi hả làm thì con mới có ăn còn con ngồi ở nhà bây giờ cũng không ai giúp con nữa đâu con quá khứ hả làm hả cho hả cộng đồng hả mạng người ta hả thất vọng rồi cũng không ai hả giúp con đâu có đó vậy chuyện của con làm mà con mới có ăn còn không làm thì con cũng kệ con bây giờ là tự lực cánh sinh rồi đó đó người ta tạo đường câu cho con câu rồi mà tại sao con không biết hả đi câu con ăn mình tự bẻ cần câu thì giờ mình tự đi làm cái cần câu đi tự con làm thì bây giờ con có thể ấy đi. Nhưng mà nè nghe con bữa ở chỗ mẹ con ăn á nghe anh nó nói là gì đâu mà động tay động chân với nó nữa có không vậy có mà bữa hôm ví dụ mà tự nhiên